Rồi. Nhiều đó để chẩn đoán. Đau bụng, tiêu chảy, lâm sàng. Lâm sàng người ta nghi vậy đó, người ta cho chẩn đoán. Dưới mặt chẩn đoán đi. Lâm sàng mà ta ghi là hạnh phúc đó em. Có nhiều nơi nó không thèm ghi luôn. Đúng không? Nó không thèm ghi luôn. Mà bây giờ em biết đó, là bệnh nhân vô đó, mà mình làm siêu là mình vẫn còn hạnh phúc. Tại vì mình hỏi bệnh nhân được. Chứ nó chụp cái hình siêu âm hoặc là chụp cái hình x-quang hoặc hình CT là coi như em là coi như là bó tay luôn. Em không biết gì một tí gì về lâm sàng. Ở lâm sàng nó cho vậy là hạnh phúc lắm rồi, đau bụng tiêu chảy. Được đó, biết rồi không? Nó là tiêu hóa. Ừ. Rồi, chẩn đoán nó là tiêu hóa, dễ quá ha. Rồi, mình sẽ học cái trở lại cái ga đó sau. Gì? Hương à? Khi Lâm Hoa Pháp năm 2004 thì mới toàn bộ cái thư viện của nước Pháp về của cái chỗ để học về. Thì trong những cái cuốn sách mà tôi lấy về chỉ có một cuốn ở đấy tấm hành, còn những tài liệu đó tôi bỏ hết rồi, bởi vì thứ nhất là nó quá lâu rồi, thứ hai là so với tài liệu của Mỹ thì nó không có cập nhật rồi. Nhưng mà thời tôi thì nó không có tài liệu trên internet cho nên quý lắm. Thì trong cái tài liệu hiếm hoi mà tôi lấy được thì trong một cuốn sách thì có hình ảnh người ta đưa ra cái bản này. Cái nguyên nhân hàng đầu để đưa người ta ra nghĩa địa là gì? Đó là một cái thai ngoài tử cung. Thứ hai là viêm tụy cấp. Thứ ba là thiếu máu, đường tiêu hóa. Thứ tư là nhồi máu cơ tim. Thứ năm là phình mạch chủ. Cái này chắc là người ta muốn nói về phình mạch chủ vỡ. Năm cái nguyên nhân đưa ra hàng đầu đưa người ta ra nghĩa địa. Rõ ràng là cái thai ngoài tử cung là cái nguyên nhân số 1. Đó là ứng với cái thời mà hình ảnh, trong đó hình ảnh nó chưa phát triển, đúng không? Người ta chỉ làm khám lâm sàng thôi, cái đó gây tử vong rất là nhiều. Thì đây là một cái thai là chỗ ở ngoài trứng bên trái nó chưa vỡ, và đây là một trường hợp thai là chỗ nó vỡ rồi. Thì cái vấn đề là tôi muốn đề cập đến cái thuật ngữ. Nếu như người Pháp người ta nói thì mình đọc là process extrauterine, tức là J-E-V-I-N, tức là dịch ra tiếng Việt là thai ngoài tử cung. Còn người Anh Mỹ thì người ta dùng ectopic pregnancy, tức là mình phải dịch ra là thai lạc chỗ. Thì các anh chị thích cái từ nào không? Thích từ thai ngoài hay là thai lạc chỗ? Giống nhau, sử dụng cái nào? À, đúng, ý kiến em rất trung thực, được giống nhau, cái nào cũng được. Dạ, tại sao mình tên? Ý nhất là thai lạc chỗ thường nằm ở đâu? Cùng luôn chỗ. Bây giờ mình sẽ coi một số cái vị trí. Nó có thể nằm ở vùng trứng. Nó nằm ở loa hoài. Cái đoạn infidumbula, tumbula. Nó nằm trong bụng. Nó nằm ở đoạn isthmus là eo, nó nằm ở intertibial cái đoạn kẽ, nó nằm ở cổ tử cung. Và như vậy thì nếu mà nó nói nằm ngay vị trí này, ngay vị trí này mà nó là ngoài tử cung thì tôi cũng có đồng ý. Đối với tôi một cái định nghĩa đúng là nó phải đúng trong mọi trường hợp. Cho nên từ giờ mà đi tôi chỉ dùng đạt chỗ chứ tôi không dùng thêm. Thì hầu hết là khoảng chừng 90% nó nằm ở đoạn bóng, đoạn phễu và đoạn eo. Như vậy là nó nằm ở khúc này. Thì như vậy thì từ giờ trở đi thì tôi sẽ không bao giờ dùng thai ngoài nữa, mà tôi chỉ dùng thai đặt chỗ. Vào thập niên 70 thì tần suất mà tử vong do thai lạc chỗ rất là cao. 50% bệnh nhân khi được chẩn đoán là đang trong tình trạng sốc máu.
Và ngày nay thì chẩn đoán tốt hơn là nhờ có xét nghiệm beta, có siêu âm quang âm đạo, thường là mình sẽ chẩn đoán được sớm hoặc là kịp thời. Nhưng mà một cái nghiên cứu, một cái bài báo năm 2016 đăng trên tạp chí về siêu âm sản phụ khoa thì người ta vẫn ghi nhận rằng tại Vương quốc Anh thì cái tỷ lệ tử vong ở thai lạc chỗ vẫn là 3.4%, tức là vẫn có những trường hợp trường hợp tử vong là chẳng qua do mổ không kịp, mất máu, sốc mất máu thôi. Nguy cơ thứ nhất, đã từng bị thai lạc chỗ. Nếu một người sản phụ, một cái người bệnh nhân vô với mình khai rằng là đã từng bị thai lạc chỗ bên phải, bây giờ đau khối đầu trái thì coi chừng người này bệnh nhân thai lạc chỗ mình ra. Đã có phẫu thuật ngoài trước, ví dụ như là bệnh nhân hiếm mổ đi chụp thấy nó bán tắc rồi cái phẫu thuật làm thông ngoài trứng, hoặc bệnh nhân trước đây bị thai lạc chỗ rồi người ta mổ bảo tồn á, ta lấy cái thai ra người ta lại khâu lại để nó thành cái sẹo. Tiền sử đào mòn tránh thai, tiền sử bị viêm nhiễm. Tại sao mà viêm nhiễm nó đưa đến thì mình biết rồi, còn vòng tránh thai thì tại sao nó lại là tăng nguy cơ thai lạc chỗ? Thì lúc đấy cái vòng tránh thai nó tăng nguy cơ viêm nhiễm, đồng ý rồi. Nhưng mà vòng tránh thai nó còn có một cơ chế nữa để làm cho thai lạc chỗ. Hiểu không? Như vậy thì bình thường nó thụ thai ở đâu? Thụ thai ở lo ngoài. Rồi từ từ cái hợp tử nó vọt qua trong tử cung. Mà cơ chế hoạt động của cái vòng tránh thai là gì? Nó co bóp liên tục. Như vậy thì một cái dòng của cái thai lạc chỗ nó đi từ từ, nó mò từ cái vòi trứng đi vô thì nó gặp cái co bóp liên tục, nó không dám vô rồi, nó bị dội ở phía ngoài rồi, hình dung được không? Tức là nó nằm luôn mà loa ngoài nó không vô được vòng tử cung do cái tử cung nó co bóp liên tục. Và như vậy thì không có bị tắc nha, nhưng mà vẫn bị, đó là cái cơ chế cơ học nó vẫn bị thay ngoài đó. Tử cung bị bất thường bẩm sinh, vô sinh, tiền sử hút thuốc lá, tôi hiểu hút thuốc lá mà nó gây thai lạc chỗ thì tôi không làm, chắc mà ha, không giải thích được cái này thì tôi không giải thích được thời gian, nhưng mà tài liệu người ta ghi nhận lan và mang tử cung thì hiểu được, đúng không? Lan và mang tử cung nó gây dính này nọ thì hiểu được, nhưng mà hút thuốc lá thì tôi không hiểu. Sử dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, hiểu được không? Tiền sử phẫu thuật vùng chậu hoặc vùng bụng. Dạ. Mình siêu âm qua hạ bụng mà không thấy túi thai trong lòng tử cung cộng với một cái beta trên 6.500. Còn nếu mình làm siêu âm qua hạ âm đạo mà không thấy túi thai cộng với beta trên 1.500 thì nó là chỉ điểm tốt nhất cho thai lạc chỗ trong 87% trường hợp, tức là nó không có chính xác hoàn toàn. Nhưng nếu mình làm qua hạ âm đạo cộng với beta nó trên 1.500, không thấy thứ hai thì gần 90% ở thai lạc chỗ. Nào, cố gắng đi liền. Nếu beta nó chỉ tăng dưới 50% sau 48 giờ, thường là sau 48 giờ nó tăng gấp đôi. Hôm nay nó 1.500, cách ngày sau kiểm tra lại nó sau 48 thì nó phải lên 3.000. Còn nó tăng dưới 50% thì coi chừng là khả năng thai lạc chỗ. Tức là trong khi bị thai lạc chỗ thì cái beta nó sẽ tăng cái tốc độ chậm hơn. Và cho đến bây giờ vẫn còn nhiều trường hợp sai sót, cho nên phải có cái kết hợp giữa lâm sàng, beta HCG và siêu âm để cho là chẩn đoán chính xác. Dạ. Bây giờ mình đề cập đến cái lạc chỗ nhiều nhất là vòi trứng. Thì các anh chị hình dung đây là cái vòi trứng, cái lòng của vòi trứng đây nè. Thì cái thai lạc chỗ nó cũng y chang như là cái thai nó làm tổ ở trong tử cung vậy đó. Nó sẽ đào vào niêm mạc một bên để nó làm tổ, chứ nó không nằm giữa lòng. Hình dung ra không? Dạ. Và cái thành vòi trứng này nó rất là mỏng, cho nên cái thai nó lớn nó mức độ nào đó là nó vỡ thôi, không có lớn được nhiều nữa. Thì đây là một cái thai lạc chỗ chưa vỡ, thai lạc chỗ chưa vỡ. Cái gì thấy người ta đi thai nó cũng là một cái em bé, đúng không? Dạ. Mình coi cái hình ảnh của nó,
Như vậy là hầu hết các trường hợp đã nằm một hồi trước. Và hình ảnh thì mình coi hình ảnh gián tiếp trước. Gián tiếp tức là mình coi trong lòng tử cung đó, là nó có thể có nang màng ruột. Nang màng ruột là những cái cấu trúc nang rất là nhỏ, kích thước khoảng chừng 1 đến 2 ly, nó nằm trong nội mạc tử cung đó. Cái nội mạc tử cung có một cái đặc biệt là khi nếu mà một cái thai làm tổ trong tử cung thì nội mạc thường được chuẩn bị rất tốt, tức là nó dài. Còn nếu mà mình làm mình không thấy trong tử cung mà mình thấy cái nội mạc nó dưới 8 ly thì coi như một cái nội mạc chuẩn bị không tốt, coi chừng là đặt chỗ. Có thể một ít dịch trong lòng tử cung, và cái dịch này nó đưa ra rất là nhiều lầm lẫn, là đôi khi nó tạo nên cái túi thai giả. Một cái nghiên cứu mà ta thấy rằng là thai trong tử cung thì bề dày nội mạc trung bình lớn hơn là thai lạc chỗ hoặc là sảy thai tiên phát, tức là những cái thai nó trục trặc. Nếu mà trong tử cung thì bình thường nó phải chừng 13.4, trong khi đó thai lạc chỗ thường là khoảng chừng 6mm và thai sảy thai tiên phát là khoảng chừng 9mm. Và người ta ghi nhận là nội mạc tử cung có bề dày dưới 8 ly liên kết với thai bất thường trong 97% trường hợp. Bây giờ như vậy là nhớ nha, để ý nang màng ruột. Thứ hai là đo cái nội mạc tử cung coi nó có dày đủ không, nếu mà nó dưới hoặc bằng 8mm là coi chừng. Và cuối cùng là coi nó có dịch ở trong lòng tử cung hay không, hay là cái túi thai giả phải có hay không. Đây là một cái trường hợp những cái nang nhỏ nó nằm ở trong nội mạc, thì đây là nang màng ruột. Còn đây là cái ứ dịch trong lòng tử cung. Đã nhìn thấy đây không phải là thứ hai đúng không? Là bởi vì hồi âm mặt kính vào này. Đó, và cái này là cái nội mạc tử cung này. Thấy không? Thì là ứ dịch trong lòng tử cung. Dạ. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình là thai là chỗ nó hay kèm theo ứ dịch, thì ứ dịch nó tạo thành cái túi thai giả. Thì bây giờ mình phải chẩn đoán như thế nào giữa cái túi thai thật và thai giả. Thì đây là túi thai giả. Còn cái túi thai thật là nó làm tổ ở một bên ở ngoài. Và như vậy thì đây chính là cái lòng tử cung. Và cái lòng tử cung đôi khi vẫn còn một ít dịch là bình thường, đúng không? Như vậy thì đây là cái nội mạc, nó tách đôi ra. Đây là máu ở trong lòng tử cung, đây là túi thai giả. Còn cái trường hợp này, cái túi thai nó có nhiều sắc này, đúng không? Và một ít dịch trong lòng tử cung như thế này là hoàn toàn bình thường, là bởi vì có rất là nhiều trường hợp ở các nơi đưa đến với chẩn đoán là sốt huyết quanh túi thai, nhưng mà tôi xem thì nó là dịch trong lòng tử cung. Anh chị hình dung không? Đó, cái dịch trong lòng tử cung này là bình thường nha. Đặc tính của dịch trong lòng tử cung là nó ôm về một phía và nó trải dài ra cái nội mạc như thế nào là tử cung, chứ nó không phải là quanh cái túi thai này không, đúng không? Dạ. Cái này là túi thai thật hay túi thai giả? Dạ. Là bởi vì mình thấy nội mạc nó thật ra này. Thấy chưa? Đây là một cái nặng vô định hình của cái máu nó nằm trong lòng tử cung. Mà nếu mà thấy cái hình ảnh này thì mình phải đi tìm túi thai giả, à túi thai thật ở ngoài tử cung. Tức là mình phải đi tìm cho được thai lạc chỗ. Người ta ghi nhận là túi thai giả thấy ở 15% số trường hợp thai lạc chỗ. Và nguyên nhân thường gặp nhất gây chẩn đoán thai lạc, tức là đến bác sĩ đưa cái đầu nhỏ vô chẩn đoán à, thai trong tử cung cho bệnh nhân về. Bệnh nhân về xong 3 ngày sau ôm bụng đi vô bệnh viện nửa đêm vì thai nó vỡ. Hình dung không? À, tức là như vậy thì, nhưng mà cái túi thai giả này nó chỉ gặp ở 15% thai lạc chỗ thôi. Dạ. Khi mà nó đặt chỗ thì cái hình ảnh trực tiếp, lúc nãy là giờ mình nói gián tiếp không ạ? Giờ hình ảnh trực tiếp mình thấy cái gì? Nếu mà cái thai nó chưa vỡ hoặc là vỡ không hoàn toàn thì bây giờ mình cắt ngang cái vòi trước. Cái lúc nãy mình cũng cắt ngang trong cái bên nhiễm phần phụ ha? Và bây giờ mình cũng cắt ngang. Thì lúc đó mình có thể thấy một số cái hình ảnh. Thứ nhất là một cái khối không đặc hiệu, thường có hồi gặp dày, hoặc là nó đặc hiệu hơn là mình có cái dấu hiệu phòng ống à, thì cái phòng ống này nó có một số cái đặc điểm mình lưu ý. Nó là cái vòng hồi âm dày và cái độ hồi âm nó tương đương với hồi âm của nội mạc tử cung, là bởi vì nó có một cái cấu trúc tương tự
mà nó hình thành trong thai kỳ đó là nam hoàng thể. Thai kỳ bình thường hoặc bất thường đều có, đó là nam hoàng thể, đúng không? Cái thai nó muốn tồn tại hay không là nó phải hình thành nam hoàng thể, chứ mà không có nam hoàng thể là nào. Và cái nam hoàng thể này đôi khi nó rất là giống cái thai ngoại, giống gọi là cái dấu hiệu phù hợp. Nhưng cái nam hoàng thể nó có đặc điểm trên trắng đen là hồi âm nó kém hơn nội mạc tử cung. Như vậy thì nếu mà một cái túi thai ngoài nó nằm cạnh một cái nam hoàng thể thì cái nào hồi âm dày là túi thai ngoài, mà cái nào hồi âm kém là nam hoàng thể nha. Rồi, người ta nói trước đây người ta hay dùng gọi là dùng cái xương đốt nam để coi cái tăng tới máu, thì nên nhớ rằng là cả nam hoàng thể cả thai ngoài đều có dấu hiệu vòng tưởng, tức là đều có túi máu vòng quanh. Và những cái nghiên cứu gần đây người ta thấy rằng là nam hoàng thể cái vòng lửa nó còn đẹp hơn cái thai ngoài nữa. Thấy chưa? Nó còn đẹp hơn cái thai ngoài nữa. Dạ. Thế thì nếu mà lý tưởng nhất là mình tìm được cái phôi mà nó tim thai nam hoạt động ở trong vòng bảo thì mình chẩn đoán chắc chắn. Thì nếu mà không có phôi thì mình tìm được cái nõn hoàng ở trong cái vòng bảo đó cũng giúp mình chẩn đoán. Dạ. À, bây giờ mình xem một số cái hình ảnh một cái khối không đặc hiệu. Đây là một cái thai là chỗ ngoài trứng mà ra một cái khối không đặc hiệu, tức là hồi âm hỗn hợp. Cái này chủ yếu là hồi âm dày, cái này cũng chủ yếu là hồi âm dày cạnh cái vùng trứng. Đây là từ khu vực vùng trứng, đây là cái khối không đặc hiệu. Khó chẩn đoán chứ không phải dễ với hình ảnh này, đúng không? Dạ. Đặc hiệu hơn là mình thấy trong vòng ống, mình thấy đây là cái tử cung và đây là những cái nang màng ruột, không có dịch trong lòng tử cung. À, cạnh phải mình thấy được một cái vòng ống, đúng không? Cái độ hồi âm này tương đương ở ngoài tử cung, như vậy là đây hay là chỗ ở ngoài trứng. Đây là một cái trường hợp mà tôi phải làm đầu dò qua não bộ, là bởi vì hồi đó bệnh viện tôi làm chưa có đầu dò âm đạo. Chưa có đồng nhóm đạo thì mình vẫn phải chẩn đoán, chứ mình đâu có được từ chối, đúng không? Mình thấy rằng là lòng tử cung nó ứ dịch rất là nhiều. Đây là nát ấp dọc, đây là ấp ngang. Và phía sau tử cung nó có một cái vòng ống, cái tuberin. Trong cái tuberin này mình thấy nó có nhân sắc. Khi mình làm đốt đèn năng lượng mình thấy là nó có tim thai. Nhớ nha, siêu âm thai quý 1 không được dùng đốt đèn. Nhưng mà cái thai này là chắc chắn là mình không xài, cho nên là mình cứ xài thoải mái, đốt đèn. Mình dùng ra không? Cho thai mà nuôi là không được dùng đốt đèn. Đó. Như vậy thì đây là một cái thai ngoài điển hình. Dạ. Lúc nãy mình thấy đây là một cái túi thai giả. Thì 15% trường hợp mình sẽ đi tìm được cái tumoring này. Thấy chưa? Nó nằm ở bên ngoài trứng và bên phải. Thấy không? Chưa thấy rõ hả? Tại vì cái hình này tôi muốn cố gắng lấy cái túi thai giả với túi thai thiệt nè. Thấy chưa? Còn bây giờ nếu muốn lấy thai túi thai thiệt thì mình dùng đầu dòn chút. Được không? Đó. Nó còn cái phôi thai còn tim thai luôn. Thấy chưa? Đó. Và cái dịch cuối cùng thì gần như luôn luôn có. Có dịch cuối cùng không có nghĩa là cái thai này nó bể. Thì như thế không? Mà tất cả những cái bệnh lý vùng chậu đều gây phản ứng dịch cuối cùng hết. Chưa? À. Đừng có quên kiểm tra cái khoang Morrison ở bệnh nhân rồi. Là bởi vì nếu nó tràn dịch lượng nhiều mà bạn không làm xương qua đường bụng thì bạn không biết là nó dịch lượng nhiều. Nhưng trong trường hợp này là máu, nếu mà bệnh thai ngoài nó vỡ. Nói đến đây thì tôi nhớ một trường hợp mà tôi đánh rớt một cậu bác sĩ ở ngoài Huế. Tôi không hiểu tại sao cái đợt đó một cậu bác sĩ từ ngoài Huế mà vô Sài Gòn học siêu âm ở bên cái lớp phòng học thạch Medic á. Thì hôm đó cậu ta thi ra cái môn sản phụ khoa này nè, thì tôi mới cho làm siêu âm. Thì ở bên đó thì hôm cái ca đó là bệnh nhân không có bầu, nhưng mà bây giờ mình không có sản khoa thì mình làm phụ khoa. Nó làm chưa phụ khoa thì tất nhiên làm qua cả bộ thôi, chứ cho học viên có đâu có làm qua cả đại. Thì tôi mới hỏi rằng là bây giờ em
cắt cái băng Morrison cho tôi. Đó là chàng học viên đó ngơ ngơ như bò đợi nón á. Biết ngơ ngơ như bò đợi nón không? Không biết gì đó. Thì tôi mới nói thôi, em về học lại thì sao em quên thì. Thì cậu ta mới năn nỉ rằng là thầy ơi em ở tận Huế nè, nếu nào thế em càng phải về, bởi vì đây là một cái bài học em sẽ không bao giờ quên. Và tôi còn quyết định anh rớt. Thì cái con Morrison thì tí là tôi sẽ đề cập. Và đây là một cái trường hợp cái gì thấy rằng là mình làm siêu âm mình thấy thai trong tử cung có đàn mân rực. Đàn mân thì đây là cái nhẫn và cái phôi thai đó là cái cục kim cương, đúng không? Như vậy đây là chắc chắn là một cái thai trong tử cung. Thế nhưng mà cạnh trái tử cung tôi thấy một cái tumor này. Thấy gì thấy không? Thấy chưa? Và thấy dấu hiệu ngọn lửa chưa? Như vậy thì có khi nào nhưng vừa thai trong vừa thai ngoài không? Nếu mà vừa thai trong vừa thai ngoài thì người ta gọi là heterotopic pregnancy, đúng không? Bây giờ tôi phải nhìn ngược lại, tôi thấy cái hồi âm của cái tumoring này nó kém hơn là cái nội mạc tử cung. Hình dung hoa hồng. Nhưng ra chưa? Và tôi chẩn đoán đây là nang hoàng thể. Hình dung không? Để đặt cái bút chẩn đoán đó là cái gì hết sức cân nhắc nha. Là bởi vì vài ngày sau người ta ôm một vua là cũng mệt, đúng không? Dạ. Thế nhưng mà vài ngày sau người ta không có ôm bụng vô và vài tuần sau người ta đi siêu âm lại thì cái thai này nó từ cái này nó lớn lên, cái này khoảng chừng 7 tuần ha. Đó. Có tin. Và cái nang hoàng thể này nó vẫn còn. Đúng không? Còn nếu á mà nó mà thai ngoài thì nó không sao với anh chị. Xong phim rồi, đúng không? Thai ngoài là nó xong phim rồi. Dạ. Mình cái này là nang hoàng thể hay là bây giờ mình coi cả hai cái nó đều có, vì cái thành nó dày hết, đúng không? Và có cái dấu hiệu vòng lửa hết, nhưng cái viền hồi âm này nó dày hơn, cái vòng lửa này nó kém hơn. Cái viền hồi âm này nó kém hơn và cái vòng lửa này nó trọn vẹn hơn. Thì cái này là cái thành là chỗ và cái này là cái nang hoàng thể. Đó, mình có hai cái vòng. Cái vòng ở dưới này hồi âm dày hơn hay kém hơn? Dày hơn. Cái này như vậy, dày hơn là thay là chỗ, kém hơn là cái nang hoàng thể. Rồi, mình có hai cái vòng. Cái vòng này nó dày hơn và không rõ cái vòng lửa. Cái vòng này nó kém hơn và vòng lửa nó đẹp hơn, đúng không? Cái này dày hơn, đó. Cái trường hợp này là trắng đen và màu. Như vậy là cái này là thai, cái này là nang hoàng thể. Dạ. Đây là một câu hỏi khó. Gần đúng nhau. Mình thấy vòng lửa nó quá trời luôn, đúng không? Cái này có vẻ nó hơi kém hơn một chút, đúng không? Đó. Thì cái này ấy, là bệnh nhân này có kích thích rụt trứng. Và đây là hai cái nang hoàng thể. Thật ra nếu mà mình thấy được một cái tumoring mà thấy cái vòng lửa càng đẹp thì cảm giác đó là nang hoàng thể, chứ không phải là thai lạc chỗ nha. Dạ. Hai cái này đều có vẻ hồi âm dài và cái vòng lửa đều không được đẹp lắm, đúng không? Vòng lửa đều không được đẹp lắm. Thì cái này là hai cái thai lạc chỗ. Thấy không? Bệnh nhân được chuyển phôi và như vậy là hình thành hai cái. Tôi thường nó chuyển mấy cái? Ba, thường là làm ba phải không? Rồi người ta đưa vào 3-4 gì đó thì nó còn lại. Thì cái này nó là hai cái thay đặt chỗ thôi. Thế nên đúng lại là gì? Hai cái tumoring này đều có thành dày hết,
Nhưng mà nếu mà thay là chỗ thì thành nó hồi âm dày. Na hoàn thể thì hồi âm kém. Na hoàn thể thì vòng lửa rất đẹp, và thay là chỗ thì vòng lửa không đẹp. À. Dạ. Như vậy thì cái này mình nghĩ đó là na hoàn thể hay thay là chỗ? Hả? Na hoàn thể hả? Ok. Dạ. Khi mình làm siêu âm á, thì cái hình ảnh động rất là quan trọng. Đây là một cái siêu âm vùng chậu, và mình thấy một cái khối hỗn độn. Trong cái khối hỗn độn đó mình cố gắng đi tìm cái tim thai nó đang đập. Thấy không? Rất là cái mắt mình nhạy rất là tốt, cái chuyện động là cái tim thai nó đang nằm ở đây. Không, cái thai nó mở ra và cái tim thai này nó không còn được. Bây giờ thì cẩn thận thì mình cho thêm cái đốt le sung vô. Đốt le sung nó nhạy lắm. Trường hợp này thì mình dùng siêu âm đốt le thoải mái ha. Nó rất là nhạy. Dạ. Một cái nghiệm pháp nữa để mà chẩn đoán. Bởi vì mình nên nhớ rằng là thai là chỗ 95% nó nằm ở vòi. Mà vòi với buồng hai thằng nó tách biệt với nhau, nó không dính với nhau, đúng không? Thì khi cái nghiệm pháp này mình dùng rất là nhiều khi mình chẩn đoán đặt ở màng này, thì bình thường là hai cái cấu trúc đó nó nằm cạnh nhau thôi, cho nên khi mình đẩy đầu dò là nó trượt lên nhau. Cái gì thế là cái chuyển động này nó ngược với chuyển động của vòi buồng trứng. Đây là buồng trứng này. Khi mình đẩy đầu dò thì mình thấy là hai cái này nó không có dính với nhau. Hình dung được không? Là khi mình thấy một cái khối này thì mình cảnh giác với cái nang hoàn thể. Còn cái nang hoàn thể nó nằm ở trên buồng trứng. Còn cái khối này á, mà nó chuyển động độc lập với cái buồng trứng thì nó là ở vòi trứng. Và nó có hồi âm, thường là hồi âm dày như này thì nó là cái thai là chỗ vòi trứng. Hình dung được chưa? Rồi, đó là cái vế thứ nhất. Cái vế thứ hai, nếu mình đẩy đầu dò như thế này mà buồng trứng và cái khối này cùng chuyển động thì không có ý nghĩa gì hết. Là bởi vì nhiều khi cái vòi trứng và buồng trứng nó dính với nhau trước đó rồi. Nó viêm nhiễm vùng chậu nó dính với nhau rồi, cho nên đẩy cái vùng chuyển động. Đây là một cái trường hợp mà khi tôi về dạy ở Deku. Tại vì cách đây vài năm thì tôi có nói với mấy cái hãng mà nó hay mời tôi đi dạy. Tôi nói tôi đi dạy nhiều nơi rồi, nhưng mà quê tôi thì chưa có hãng nào mà cho tôi dạy hết. Vì quê tôi nó nghèo quá, dạy ở những cái nơi đó là nó không có hiệu quả về kinh tế, nó là ít người mua máy, nó không được. Bây giờ mà không về dạy với tôi luôn, đi dạy nữa. đó là nó làm một chuyến về cây cu dạy. Thì trong cái chuyến đó thì tôi mới lấy được cái hình ảnh này. Đó là một cái người vô nó thử beta không có rõ ràng, rồi nó bệnh nhân cứ đau bị vùng chậu và nó không dám, nó cho bệnh nhân nằm 4-5 ngày và nó không dám làm gì hết. Thế là tôi mới đưa xuống làm siêu âm. Thì siêu âm các chị thấy cái đầu dò này cái góc mở rất là tốt nè, thấy không? Đó. Thì tôi đưa vô cái vùng chậu bên trái đó, thì đây mình thấy được tấp thoáng, đây là cái vùng trứng trái nè. Đây là một cái khối cạnh tử cung nè. Đây vùng trứng nè, đây khối cạnh tử cung. Và khi tôi đẩy là nó di động. Thì đây là một cái thai lạc chỗ vỡ ở vòi trứng bên trái. Và sau đó thì chiều đó thì mình mổ luôn. Rồi. Như vậy thì cái thai lạc chỗ mà ở vòi trứng nó chưa vỡ không hoàn toàn thì mình có thể thay được mấy kiểu hình ảnh. Thứ nhất, nó là một cái khối hồi âm thường là dày, nằm cạnh từ khu vòi trứng. Cái thứ hai là một cái dấu hiệu bọc ống. Cái thứ ba là trong một bóng có thể mình thấy được nơ sắc. Cái thứ tư là trong một bóng có thể thấy được nơ sắc và khối thai có tim thai nào hoạt động. Thì bắt đầu từ cái giai đoạn 2, 3, 4 là dễ chẩn đoán. Còn giai đoạn 1 này rất khó chẩn đoán, nhiều khi chẩn đoán lầm. Thường là cái beta nó tăng theo cái phân độ từ 1 đến 4. Rồi. Cái khối phần phụ á, nó thấy như vậy là khoảng chừng 94,4% trường hợp. Nó hầu hết mình sẽ thấy được cái khối phần phụ. Nó là cái khối không đặc hiệu khoảng chừng 54%. Tức là một nửa số trường hợp là nó không quá đặc hiệu. Cái vòng ống hồi âm dày khoảng chừng 25%. Khối có đoạn hoàng chưa thấy tim thai khoảng chừng 8%. Khối có hồi thai sống khoảng
27%. Như vậy là 50% trường hợp là khối không đặc hiệu, còn cái phần để dễ thấy thì chỉ có 50% thôi. Dạ. Bây giờ nếu mà nó là chỗ hoại trứng mà nó vỡ thì nó như thế nào? Khi nó vỡ ra thì bụng nó đầy máu, phải không? Và cái khối ở phần phụ nó là một cái khối hỗn hợp. Như vậy thì nó giống như cái giai đoạn 1 nhưng mà nó không phải hồi âm dạy, mà nó là hồi âm hỗn hợp đó. Và nó kèm theo là máu cấp ở trong bụng. Mà muốn biết máu nhiều trong bụng đó, thì mình phải đi làm chứ không qua đường bụng, chứ không phải là qua đường âm đạo. À, đây là một cái người phụ nữ đau hố chậu trái cấp tính. Mình làm siêu âm thì tử cung nó gặp sao? Cạnh trái tử cung nó có một cái khối hỗn hợp, đúng không? Cái vấn đề là mình không biết là cái máu hoàng bụng nó nhiều hay ít, đúng không? Nếu mình chỉ làm qua ngã đại như thế này, đúng không? Thì bây giờ mình phải làm, thì mình làm qua ngã bộ để đánh giá. Thì đầu tiên là mình coi cái tuổi của máu. Nhắc lại nha, nhiều tài liệu mà nhiều tài liệu không có chính xác, cho nên tôi nhắc lại. Đầu tiên máu mới chạy ngầm trống đen thù, tiếp đến ngoài mặt kính mở già hơn và em dài. Nhớ nha, nhiều tài liệu hoặc đi lung tung đó, các chị nghe này. Đầu tiên mới chạy ra hồi âm trống tức là đen thù, tiếp đến hồi âm mặt kính mở là mình biết rồi cái gì rồi, cuối cùng là hồi âm dài. Hồi âm dài tức là nó tương đương với cơ với mô đó, xung quanh. Nếu mà hồi âm trống hoặc mặt kính mờ thì mình không phân biệt được là dịch hay là máu, đúng không? Trống trống nó có thể là dịch, có thể là máu, mặt kính mờ cũng có thể là dịch, cũng có thể là cũng máu, có thể là mủ, mình đâu phân biệt được. Nhưng mà nó có một số đặc điểm. Khi mà tràn máu màng bụng thì thành túi mật lưu hô hấp, còn khi mà bán bụng cho nhiều nguyên nhân khác thì thành túi mật lưu hô hấp. Ví dụ như suy gan, suy thận, suy tim, cái gì có thể những chuyện đó không biết à? Bây giờ phải biết, tại vì nó còn cái là cái bọn sản phụ khoa là chỉ biết có mỗi cái chỗ đó thôi, không hề biết cái chung, cho nên rằng là nó sẽ rất là nhiều cái sơ sót. Còn nếu mà mấy cái anh mà làm đủ thứ á, thì cái gì cũng biết mà không biết nhiều thôi, không biết sâu thôi. À, nó được cái này nó mất cái kia. Thì khi mình làm cũng quá thì mình sẽ bị, ví dụ như mình bị sơ gan chẳng hạn, hoặc là bị suy thận chẳng hạn, nó bám bụng, cái thành cái mật luôn luôn nó dày, nó phù nề nó dày lên. Còn nếu mà tràn máu thì thành cái mật luôn luôn mỏng. Rồi, cái thứ hai là bao quanh tử cung mà mình thấy hình ảnh hồi âm dày thì mình phải nhận biết đó là hỗn hợp. Rồi, thì nó được gọi là dấu hiệu cục máu cảnh giác. Lý do là gì? Đầu tiên nó thay là chỗ vùng chậu nó vỡ ra cái gì, đúng không? Ngày thứ nhất. Qua ngày thứ hai cái máu nó trở nên hồi âm dài, tại vì nó già. Là như vậy chưa? Thì ngày thứ hai tiếp tục máu nó rỉ rả, thì cái máu rỉ rả đoạn sau đó, nó chạy lên con mô đi sau đó nằm, tại vì vùng chậu hết chỗ nó nằm rồi. Là dung ra không? Đó, cho nên rằng là nếu tóm lại như vậy là gì, nếu mình cắt ở phía vùng chậu mình thấy hồi âm dày quanh tử cung, mình cắt phân ri xong mà mình thấy hồi âm trống thì đó là không hoàn bụng, mình dùng lên chưa. Và nếu mình cắt bên trái khoan giữa lắp và thật, mình thấy hồi âm mặt kính mờ nữa, thì nó là cái kiểu đó là như vậy, có chỗ hồi âm dày, có chỗ mặt kính mờ, có chỗ hồi âm trống thì chắc chắn đó là mỏ. Dạ. Như vậy thì bệnh nhân này, một cô nhân viên làm văn phòng, trưa ăn xong đau bụng dữ dội, đi vô bệnh viện. Thì ăn xong đau bụng dữ dội không có nghĩa là ngộ độc thức ăn. Bây giờ khi mà vô thấy một cái bụng nó, một bụng dịch như thế này, đây là gan, đây là thận, đây là chính là cái khoang Morrison mà tôi đánh rớt anh ra một trò người Huế này, đúng không? Bình thường cái khoang này là khoang ảo, đúng không? Bình thường qua này là qua nào cắt đẹp trong do cái đây là thấy cái gì thôi. Thấy chưa? Rồi, cái thành túi mật này mỏng hay vậy? Mỏng. Đừng nói là tôi làm sản tôi không biết cái túi mật nha. Này,
Đó chính là cái hình ảnh lúc nãy mình gặp, cái tử cung nó gặp sau và cái khối cạnh trái tử cung. Thì nếu mình không làm quan hệ buộc thì mình sẽ không biết được cái dịch này. Thế vậy khi mà có dịch ở quan Morrison thì lúc đó là tràn dịch bằng bụng từ vừa cho đến nhiều. Tôi thấy có một người không cần học. Nếu anh không cần học thì có thể đi ra khỏi lớp. Anh có thể đi ra khỏi lớp. Tôi nói anh đi. Anh có thể đi ra khỏi lớp tôi đi. Anh đứng dậy đi ra đi. Anh đi ra ngoài giùm tôi. Những cái điều này tôi đã nói với cái gì từ đầu buổi, từ bữa đầu rồi đúng không? Người ta mổ ra nó một cái thai là lỗ và trứng trái. Đây là một cái trường hợp khác, người ta đau bụng vùng trọng. Mình làm qua ngạn đạo mình thấy là có dịch trong lòng tử cung, đúng không? Đây là cái buồng trứng trái, đây là buồng trứng phải, đúng không? Rồi cạnh cái buồng trứng phải là mình thấy một cái khối, cái này gọi là hỗn hợp, đúng không? Nhưng mà cô việc cái nó không phải là dừng, mình làm qua cả bụng, đúng không? Mình làm qua cả bụng mình thấy cái gì? Đây vẫn là quả ngạm đạm, đây là khối này, khối gọi là nó là một cái khối hỗn hợp, đó. Và dịch, đây là tử cung, đây là dịch bình trọng, nó hồi âm mà kính mở. Cái gì thấy dịch nhiều gan và thận không? Đúng không? Beta nó chỉ có 100+ thôi, nhưng mà cái này chắc chắn là thai làm chỗ, đúng không? Mình đừng có hỏi, đòi hỏi lên đến 1.500 thì người ta vẫn mổ ra ha. Dạ. Cái cô bé này 25 tuổi, đau bụng, tức là bình thường, dịch ở Van Morrison, thấy chưa? Cắt dọc vùng trọng, cắt ngang vùng trọng, thấy một vùng trời tối đen. Bây giờ nếu mà cái thời đó tôi làm ở An Bình là không có đầu giờ không đạt. Thế thì bây giờ mình cắt ngang qua mình không thấy một miếng nước tiểu nào hết, thì bây giờ mình cho bệnh nhân đi ra ngoài uống nước 2 tiếng xong qua làm cho ông lại hay không? Cho bệnh nhân đi 2 tiếng xong quay lại không? Thế bây giờ mình nhận biết là thứ nhất là bệnh nhân có dịch ở Van Morrison, đúng không? Cái cô này 25 tuổi, vô viện lúc 8:30 tối. Cái thứ hai là mình nhận biết đây là cái nội mạc tử cung, đây là cái tử cung. Như vậy phía trước là máu đông, phía sau là máu đông, đây là cái tử cung. Phía trước là máu đông, phía sau là máu đông. Đây là cái khối cạnh trái hỗn hợp, được chưa? Mình nhìn được hết vấn đề như vậy, thấy chưa? Và như vậy là bệnh nhân này đang sốc mất máu. Khi mà người ta bị chảy máu quá nhiều, thì khi mà giai đoạn sốc mất máu là bệnh nhân bị vô niệu, bệnh nhân bị suy thận cấp và vô niệu tạm thời, thấy chưa? Không, nó đâu có áp lực để nó lọc máu đâu, cầu thận nó lọc đâu. Cho nên là bệnh nhân này, trừ khi bạn tưới máu vô đường tĩnh mạch, chứ còn bệnh cho bệnh nhân uống 10 lít nước nó cũng không có một miếng nước tiểu nào hết, đúng không? Đó. Và cái này cũng không cần phải là bơm nước tiểu vô bọng đá để chẩn đoán nữa, mà cái này mình phải nhận biết ngay luôn quanh nó là cái máu đông, đúng không? Như vậy chắc chắn đây là một cái chảy máu, mình thấy một cái khối cạnh đây. Thì lúc đó các chị đừng chỉ có một chẩn đoán mà luôn luôn có hai chẩn đoán. Một
ai làm chỗ vợ? Ai? Nam hoặc thể. Wow. Ai cái đó? Thì cái đó đơn giản lắm, người ta thử cái nước tiểu dương hay không là biết liền, đúng không? Một cái là nam hoặc thể, một cái là ai làm chỗ. Dạ. Đây là một cái trường hợp người ta vô việc với một cái beta 2004. Sơn văn hãm đạo có một tí dịch trong lòng, buồn trứng phải, buồn trứng trái bình thường. Trước đó thì chưa một chỗ khác thì người ta chẳng đoán là một cái thai là chỗ phân biệt với một cái nhân sơ tử cung tụ thế lạ khi mà phân biệt như vậy. Nhưng mà đến khi tôi siêu âm tôi nhận thấy anh thấy là buồn trứng bình thường, thì với lại là cho bệnh nhân về với thầy dặn là 3 ngày sau quay lại, mà trong 3 ngày đó mà nó có đau thì cũng không cứu. Mình tìm thấy thì phải dặn như vậy thôi, hay là một cái gì đòi mổ bệnh nhân này ra, mổ thấp xác. Mình làm quan ảm đạo trên 1500, đúng không? Làm quan ảm đạo trên 1500 mà không thấy thai tử cung, trong tử cung thì 97% là coi chừng là thai ngoài, đúng không? Đó. Thế thì 3 ngày sau thì cái beta từ 2004 nó lên đến 6 này. Đấy giờ. Rồi. Mình làm siêu âm lại thì mình thấy vẫn có ít dịch trong lòng tử cung. Ở đây là cái buồng trứng trái, đúng không? Rồi cạnh cái buồng trứng trái đó mình thấy cái gì đâu. Thấy chưa? Thấy nè. Thấy chưa? Ngay cái mũi tên này nè. Thấy chưa? Đó. Cạnh cái buồng trứng trái mình thấy cái tumoring. Rồi bây giờ mình dừng cái đầu dò lại. Rõ ràng đây là một cái tumoring, tức là cái giai đoạn 2 của nó. Thấy chưa? Đó. Vì người ta mổ ra nó là một cái thai là chỗ đó ở phần trứng trái, thấy chưa vợ? Dạ. Như vậy tóm tắt là cái thai là chỗ phần trứng nó đã vỡ thì mình thấy một cái khối phần phụ, thông thường là hồi âm hỗn hợp. Một cái khối phần phụ kết hợp với thử thai dương tính mà không thấy thai trong tử cung thì gợi ý đến cái thai đạt chỗ, giá trị trên đoán dương đến gần đến 96%, đúng không? Cái tràng máu là một từ vừa đến nhiều liên quan rõ rệt với thai đạt chỗ vỡ. Tất nhiên tại vì nó còn có một cái là cái nang hoàn thể vỡ cho nên nó không có 100%. Mà từ xưa đến giờ người ta hay nói rằng là không thể nhận biết là máu hay là dịch, nhưng mà bây giờ mình có một cách gián tiếp để nhận biết. Nếu cái vùng mà nó chảy máu, nguyên phát nó chảy máu, nó có hồi âm dày, cái vùng trung gian nó hồi âm mặt kính mờ, và cái vùng khác nó hồi âm trống thì nó là máu. Chứ còn ngủ là nó như nhau hết đó. Còn dịch thông thường là nó như nhau hết. Và máu thì chưa hẳn là máu ở trong bụng phụ nữ thì không hẳn là thai là chỗ. Đó là cái quan trọng thứ hai, bởi vì là nam hoàn thể nó vỡ. Vì cái thái độ xử lý với nam hoàn thể khác với thai làm chỗ. Thai làm chỗ thì anh phải mổ xử lý, nhưng mà nếu mà nó tràn máu vào bụng mà do nam hoàn thể, nếu huyết áp ổn định là người ta không mổ, người ta theo dõi, người ta điều trị nội khoa thì người ta theo dõi thôi, rồi nó tự ổn định. Ta nhìn chung ra hai cái thái độ xử lý khác nhau. Cái mặt kính mờ có thể là máu hoặc là mủ, và cái dấu hiệu cục máu canh gác rất là quan trọng để nhận biết cái tràn máu vào bụng, tức là cái hồi âm dày quan trọng. À, như vậy là mình đã qua cái ở ngoài trước, bây giờ mình đến cái đoạn kẽ. Câu hỏi đặt ra, thai ở đoạn kẽ nó có tương đương thai ở sừng, nó có tương đương thai ở góc hay không? Kẽ là intertibial, sừng là conium, mà góc là angula. Rồi bây giờ các gì còn còn định chặt cho tao đi, như nhau không? Khác là khác làm sao? Bây giờ thai ở kẽ là thai trong, thai là chỗ hay là thai bình thường? Thai ở sừng là thai là chỗ hay không là chỗ? Không có là chỗ. Thai ở góc là chỗ hay không là chỗ? Tại vì vấn đề nếu mình nói là chỗ là mình phải mổ, đúng không? Hoặc là mình điều trị, điều trị mình có thể sáng, đúng không? Tức là
nó thay đặt chỗ là phải suy nghĩ. Thì bây giờ cái từ chính thức của cái thai này là không được dùng những cái từ khác ngoài cái từ thai đặt chỗ là kẻ nha, tức là phải dùng chính xác là đoạn kẻ, tức là cái đoạn mà nó tiếp nối giữa cái vòi trứng và cái lòng tử cung đó. Thì cái thai do ở đây nó có một phần cơ cho nên nó có thể sống đến 16 tuần tuổi, tức là nó qua đến quý 2 hết quý 1 luôn đó. Và cái túi thai nó nằm lề một bên, chỉ có một cái dấu hiệu đặc biệt thôi, tức là cái thành cơ này nó rất là mỏng, cơ tử cung nó dưới 50 mm. Mình đo cái này để ước lượng chẩn đoán nó là thai đặt chỗ ở vùng khỏe. Cái thứ hai là nó có cái dấu hiệu áo khoác cơ tử cung, tức là chỗ này cơ nó ôm lấy, cơ tử cung nó ôm lấy thứ hai, cơ tử cung ôm lấy thứ hai. Nếu mình làm quan hãm đạo á, mình cố gắng tìm cái dấu hiệu lồi, tức là bulging, tức là cái thành sau có vùng đáy tử cung này nó phình lên, nó lồi lên đó. Rồi mình tìm cái dấu hiệu đường kẽ, tức là cái đường mà nó nối giữa nội mạc, nó nối với cái túi thành đó. Nói với chúng thì nó hay đó. Thực tế thì nhiều khi rất là khó. Lai đặt chỗ đằng kẽ khi mà vỡ đó thì tần số tử vong cao gấp 15 lần so với ở đoạn ống. Lý do là cái đoạn này nó rất là giàu thiếu máu, cho nên khi nó vỡ là đoạn ổ ạ. Thì các chị thấy đây là một cái nội mạc tử cung này nó tập ra, thấy chưa? Và mình thấy nó bung riêng không? Đây là cái đáy tử cung này, nó lồi ra, thấy chưa? Rồi còn cái này, đây là nội mạc, đây túi thai. Cái gì thấy cơ tử cung nó ôm lấy cái túi thai này một bên, gọi là áo khoác cơ tử cung. Sao? Vậy là đó là hai cái trường hợp thai thai đặt chỗ. Dạ. Mình sẽ đo cái khoảng cách từ cái túi thai này đến cái cơ, cái này về dày này nó dưới 5 mm. Đó, thì nghĩ đây. Còn trên cái lá cắt bằng này, mình thấy cái nội mạc tử cung này. Đây, thì đây là cái đường kẽ nó nối từ cái nội mạc ra cái túi thai. Đó. Đây là một trường hợp cái thai làm chỗ nó còn sống, đúng không? Thì cái cơ này nó gần như là mất luôn này, cái đoạn cơ này rất mỏng này. Thấy không? Mình chẩn đoán là thai làm chỗ làm kẽ. Dạ. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân đau bụng cấp, mình thấy dịch quanh gan thành cái vật mỏng, cắt đến cái vùng chậu cũng tối mò luôn, thấy gì không? Cái này tôi dạy có tôi đo này, cái gì nhìn cái đo cái gì hình dung được. Bây giờ đây là lát cắt dọc nè, đây là lát cắt ngang vùng hạ vị nè, mình thấy cái tử cung không? Thấy nội mạc mỏng te không? Mấy cái này là nội mạc nó mỏng te, nó phản ứng nội mạc nó không tốt. Đây là lát cắt ngang, cái gì thấy tử cung không? Như vậy đây là máu, đây là máu, đây là máu đông, đây là máu đông, hình dung ra không? Tràn ngập máu ở trong bụng, máu thấy thai không hết, đúng không? Mình đưa cái đầu dò lên về bên phải một chút, mình thấy có một cái phôi thai và cái cơ ở chỗ này nó chỉ có mấy mm, 4.5 mm, và cái tim thai này nó vẫn còn và nó được đến 10-12 tuần, đúng không? Như vậy là đây là thai ở đâu nó vỡ? Đoạn kẽ bên phải nó vỡ, đúng không? Kẽ bên phải nó vỡ. Và cái gì thấy nó ấn tượng không? Một cái tử cung trống không. Và nó có một, và điều này nói lên một cái nhầm lẫn tai hại của cái vị làm chưa? Và khi cái vị làm, cái gì cứ cắm cuối làm ngay từ giữa thôi, không qua hai bên, thấy không? Mà trong khi cái nội mạc của mình là nó hình tam giác, là dung không? Nhiều khi thai nó là chỗ làm tổ cái đoạn góc á, mình cắt ngay giữa mình không thấy, mình nói không thấy thai, đúng không? Đó, rất là sai lầm cái chuyện đó. Rồi, thế vấn đề cái này có phải là thai và chỗ đoạn kẽ hay không? Mình thấy đây nội mạc, đây là cái túi thai ngay bên cạnh đây, đúng không? Thì cái câu trả lời là trong trường hợp này thì nó không phải là chỗ kẽ,
mà nó làm ở trên một cái tử cung nó bị bất thường, vi khuẩn gây sự trào rút, đúng không? Và như vậy thì cái này là thai trong chứ không phải là thai lạc chỗ, cái này không phải là thai lạc chỗ nha. Và như vậy thì bây giờ mình sẽ coi lại một số cái hình ảnh. Mình coi cái hình đầu tiên, đây là hình vẽ điển hình của thai lạc chỗ ở rãnh kẽ, đúng không? Đây là thai lạc chỗ ở, nó gọi là unicornway, tức là nó chỉ có một ống reader thôi, một cái ống này nó gần như bất sản, nhưng mà nó vẫn còn một cái gọi là phôi thai, sơ thai, một cái sừng sơ thai, thì cái này nó cũng có thể làm tổ trong này. Đó, có thể là nó thông thương từ phía màng bụng vô, hoặc là có thể từ phía trong lòng nó thông thương ra, thì cũng có thể làm chỗ. Đó. Thì cái phần trên đó là ba cái dạng này là thai lạc chỗ. Nhưng mà đây là thai lạc chỗ đằng kẽ, đây là thai lạc chỗ ở cái sừng sơ gan. Còn ba cái dưới này nè, đây là này, không phải thai lạc chỗ, đây không phải là thai lạc chỗ, đây là angular, tức là thai nằm đó. Còn cái này nó gọi là cọc nuo cái thanh xuyên. Bây giờ tôi không biết là dịch như thế nào, angula thì dịch là góc, còn cọc nuo là dịch sao, phải sừng ha, không dịch là sừng nguyên ha, sừng. Thì ba cái dưới này là intra nha, intra uterine pregnancy nha. Còn ba cái trên là ectopic pregnancy, tức là ba cái trên là ba cái cần phải xử lý, còn ba cái dưới là không có xử lý nha. Dạ. Thế thì vai trò của siêu âm 2D nó nhiều hạn chế. Cái gì thấy là trường hợp này thì mình nghĩ nó là cái thai ở đoạn kẽ, trường hợp này cũng nghi như vậy, nhưng mà thực tế thì cái trường hợp trên là thai ở đoạn kẽ, và cái trường hợp dưới này là thai nằm ở góc, tức là nó nằm hơi cao và thai nằm hoàn toàn bình thường. Hình dung ra cái angula là thai bình thường, không có xử lý gì hết. Và cái gì đấy chỉ còn một cái để phân biệt thôi, tức là mình phải cố gắng đo cái lớp cơ này cho nó kỹ. Dạ. Thế thì mình dùng một cái phương tiện khác, tức là mình phải dùng cái đầu nhỏ qua ngã âm đạo 3D. Hình dung không? Đầu nhỏ qua ngã âm đạo 3D để chẩn đoán. Thì đây là một cái thai nó làm tổ trong tử cung. Đây là một cái thai nó nằm ngay đoạn kẽ, đây nằm ngay đoạn kẽ, đúng không? À, mình có đầu dò 3D thì rất là sướng. Đây là nội mạc tam giác, đây là thai lạc chỗ đoạn kẽ, đây là đoạn trẻ, còn cái này là nó nằm ở angula. Thấy chưa? Như vậy là hai cái trên là thai lạc chỗ, mà hai cái dưới là thai trong. Rồi. Thai lạc chỗ hay thai trong cái gì? Cái này là angula, nó nằm ngay góc, nằm ngay góc tam giác này, nha, đây là thai trong. Như vậy thì hình dung nếu mình không có 3D thì cái này là một cái thách thức, đúng không? Thì mình chuyển ra. Đó. Rồi, mình có một cái thai như thế này là thai. Theo các anh chị thì cái thai này nó nằm ở góc hay là nó nằm ở kẽ? Kẽ hay góc? Mình tốt nhất mình sẽ làm theo cái 3D thì cái này nó nằm ở đoạn kẽ. Và thường các anh chị thấy là cái thằng này rất là mỏng. Dạ. Cái này là cọc nuo, đúng không? Cọc nuo tức là cái tử cung, nó bị cọc nuo uterus, tức là thai nó nằm ở cọc nuo, nó nằm ở một cái sừng bên phải. Dạ. Cái này là septi uterus, nó là thai trong, và nó nằm ở trong một sừng. Dạ. Trường hợp này thì nó nằm ở một cái sừng sơ khai rudimentary, cái sừng sơ khai ở bên trái. Thế như thế vậy. Thì những cái trường hợp này thì mình có cái đầu dò 3D qua âm đạo thì sẽ coi rất là tốt. Như vậy kết thúc vấn đề này thì mình phải phân biệt cho được ba cái khái niệm. Cái thứ nhất là thai lạc chỗ đoạn kẽ, nó khác với cái ở đoạn sừng là cọc nhô, nó khác với angula là thai lạc chỗ góc. Hai cái này là thai trong, còn cái này là thai lạc chỗ.
Đó nha, sẽ có câu hỏi thi đó, kẻ nó có tương đương với sừng, có tương đương với góc hay không, nó khác nhau sao? Rồi vấn đề là tại vì bây giờ cái khái niệm này rất là nhiều người đồng đồ. Về cái thai là chỗ ở cái cổ tử cung, tức là nó không nằm trong lòng, nó nằm ở cổ. Mình làm chưa đầu nhỏ nên mình thấy thêm cái lỗ ngoài cổ tử cung, đây là cái kênh cổ tử cung, đúng không? Thì nó làm tổ ngay cái kênh cổ này, nó có thể nằm ở thành trước hoặc là thành sau. Để trường hợp này nó nằm ngay cái thành trước tử cung, đúng không? Đưa cái đầu nhỏ mình thấy thế. Đó. Thì cái này nó gọi là thai là chỗ ở kênh cổ. Thì không, cái này không có cần tiền căn mổ lấy thai mà nó tự động nó có, chứ không phải là mổ lấy thai thì nó là trên sẹo mổ, còn cái này là nó là cervical ectopregnancy. Đó thì cái thai này nó không liên quan đến, nó không liên quan đến cái mổ, nhưng mà nó liên quan đến cái thụ tinh trong ống nghiệm. Đó, và sau đó người ta chuyển phôi thì có cái nó lại làm tổ ngay thấp ở dưới. Thì cái hình ảnh người ta thấy là gì? Nó gọi là cái hình ảnh gọi là how flat tử cung, tức là nó giống như là cái hình ảnh tròn tròn ở dưới đó, đồng hồ cát là diabolo, tức là hai cái cục, hai cái khối nó với nhau. Thì để tôi sẽ có hình minh họa cho các anh chị. Đây là một cái chưa có ngạm đạn, cái này nó nằm ở ngay bên cổ, đúng không? Nó dầu từ máu. Nên khi mà làm cái siêu âm 3D mình thấy đây là cái nội mạc, thì ngay bên cổ này, cái thai nó nằm ngay ở chỗ ngay bên cổ. Đó, đây là cái hình ảnh diabolo, là cái hình ảnh đồng hồ cát. Đấy, thì thấy đây là cái tử cung. Tự nhiên cái cổ này nó phình to ra, để dung ra không? Đó, nó thắt eo ngay được này. Đấy chưa? Thì đây là khi mà cái thai nó to lên thì mình sẽ thấy cái hình ảnh này. Đó. Dạ. Như vậy thì đây là một cái trường hợp bệnh nhân thai phụ này 25 tuổi có thai. Mình thấy đây là cái cổ tử cung, cảm giác có một cái túi thai. Thì người ta chẩn đoán là cái thai ở trên cổ. Thì người ta hỏi là gì? Những cái yếu tố nào ở dưới đây là tăng cái nguy cơ trên cổ? Cái thứ nhất là bệnh nhân được thụ thai trong ống nghiệm, cái thụ thai này trong ống nghiệm chuyển phôi. Thứ hai là có tiền căn viêm nhiễm vùng chậu. Thứ ba là nội mạc tử cung. Thứ tư là tử cung nó gặp sau. Thì cái gì chọn cái gì? Mình chọn là bệnh nhân. Như vậy là nếu mà thai ở sẹo mổ lấy thai thì nó là thai sẹo mổ, còn cái thai mà nó nằm ở kênh cổ thì thông thường mà nó gắn với cái tai biến của cái lúc mà nó chuyển phôi. Thì cái thai này mình phải phân biệt với một cái nữa là cái sảy thai đang tiến triển, tức là nó sảy thai rồi nó tù hụt xuống, nó lúc đó mình làm siêu âm, bệnh nhân cũng đau bụng đúng không, lúc đó mình làm siêu âm. Thì người ta dùng một cái dấu hiệu gọi là sliding organ size, tức là dấu hiệu trượt á, tức là nếu mà cái túi thai mà nó bám ở cổ đó thì nó rất là chắc, nó không có trượt. Còn cái túi thai kia là mình đẩy có khi nó tuột ra luôn, cái gì không, nó đang sảy thai đang tiến triển mà mình đưa cái đầu giò không đẩy có khi nó bung ra luôn. Người ta dùng cái phương pháp đó gọi là abortion in progress. Abortion tức là sảy thai đang tiến triển, mình phân biệt giữa cái thai cổ với thai đó. Thì nếu mà khi mình nhấn đầu giò một cái thai này, cái túi thai này nó chuyển động thì nó là một cái sảy thai đang tiến triển. Thì nên nhớ rằng là bình thường cái thai nó bám rất là chắc, nó không có dễ gì mà mình đẩy nó đi được. Rồi. Bệnh nhân này 30 tuổi, thai phụ đến 30 tuổi, đi làm thấy nói là cái thai trong tử cung, qua ngã khi mà làm siêu âm qua ngã âm đạo ở một người khác. Bây giờ người ta đến, người ta làm siêu âm, người ta thấy như thế này. Thì bây giờ cái tiền sử bệnh nhân có thể là gì? Một cái có thai nhờ trợ giúp, ha,
hoặc là một cái sẹo ở trong tử cung, tức là lên trong sẹo nó bị, trong tử cung nó bị dính á, hoặc là một cái mổ, cái tiền căn có mổ bắt con, hoặc là viêm nhiễm một chỗ lập đi lập lại, vậy thì bạn chọn cái gì? Thai có sự trợ giúp, đúng không? Và như vậy thì nó hình thành hai thai, một thai trong và một thai đặt chỗ ở trên cổ nha. Như vậy là một cái thai trong, một cái thai trên cổ. Nếu mà một trong, một cổ như vậy là heterotopic, thấy không? Nhưng mà như vậy là cả hai cái này nằm trong thì không hết, cái đó nó thấy nằm ngoài đó, thấy không? Nhưng mà như vậy là, nhưng mà cái trường hợp này gọi là heterotopic, tức là mình phải xử lý hai bên cổ này. Rồi. Như vậy thì yếu tố thuận lợi của thai là chỗ ở kênh cổ là có thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, hoặc là tiền căn nạo lòng tử cung. Tức là khi mình nạo lòng tử cung như vậy thì nó có thể để ra cái sẹo, có thể sau này nó có thể như vậy thì cái thai là chỗ kênh cổ mình phải chẩn đoán phân biệt với sảy thai đang tiến triển. Như vậy là mình sẽ đẩy đầu dò, đúng không? Và đẩy đầu dò có khi mình giúp cái thai mà nó đang sảy thai nó đi ra ngoài luôn. Rồi bây giờ mình đến cái ở vết mổ lấy thai. Cái vết mổ lấy thai thì rõ ràng là bình thường mình siêu âm mình nhận biết vết mổ này rất là dễ, đúng không? Nó làm mỏng hẳn cái cơ tử cung, nó thành thành một cái vết sẹo, và thường là nó nằm ở cái đoạn eo và cái thành trước tử cung đó. Và như vậy thì cái túi thai nó có thể chui vô đây nó làm tổ đó. Và như vậy thì rất là nguy hiểm, nếu mà không xử lý thì chắc chắn là vỡ tử cung đó. Thì nó làm tổ thì càng ngày nó càng phồng lớn ra và nó đẩy vào trong lòng tử cung, đẩy vào trong lòng bàng quang, nó đẩy vào cái bàng quang của phía trước đó. Thì mình làm qua ngã bụng đó, thì nó có cái ưu điểm của nó, và qua ngã âm đạo nó cũng có. Thì các chị thấy làm qua ngã bụng mình sẽ rất là dễ hình dung, đây là cái thành trước và đây là cái sẹo, nên mình làm qua ngã âm đạo đó, đó là cái thai nó nằm ở cái gì nào, nó nằm ở ngay cái thành trước cái đợt eo, đúng không? Rồi mình zoom nó lên thì mình thấy đây là trong nó có phôi thai, có nhân sắc luôn, đúng không? Dạ. Đây là một cái trường hợp đau lòng là bệnh nhân đến khởi đầu với một cái thai nó làm tổ ở ngay cái sẹo mổ lấy thai, rồi bệnh nhân không có chịu xử lý, hai tuần sau bệnh nhân đến cái thai nó to hơn, nó bung tinh vào trong bàng quang, đẩy vào trong bàng quang, rồi đến 12 tuần thì cái thai nó quá to luôn và bệnh nhân buộc phải cắt luôn cái tử cung. Cái gì hình dung không? Trong khi đó nếu người ta xử lý sớm thì rất là đơn giản, người ta chích methotrexate vô, làm qua âm đạo người ta chích methotrexate vô thì nó tiêu vào cái thai thì. Còn trong khi đó bệnh nhân không chịu, để đến 12 tuần mà buộc phải cắt luôn cái tử cung. Đã. Thì một khi đã chẩn đoán thai là chỗ vết mổ thì phải hủy thai càng sớm càng tốt. Nếu mà để đến cuối quý 1 thì buộc phải cắt luôn cái tử cung. Thì các chị nếu mà gặp bệnh nhân mà không có chịu ấy thì các chị phải hoan nghênh cái chuyện này, đúng không? Vì nhiều khi nếu mình không hoan nghênh bệnh nhân không có hiểu đâu. Đó. Dạ. Bây giờ mình đến cái thai là chỗ buồng trứng. Các chị có bao giờ thấy thai là chỗ buồng trứng không? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy rồi đúng không ạ? Thấy rồi là cái gì mổ ra thấy là làm cho anh thấy mổ. Ừ đúng rồi. Nhưng mà cái gì nghe nói thế rồi là tôi cũng hơi ngạc nhiên á. Tại vì thay đổi chỗ buồng trứng hiếm lắm. Nó hiếm giống như mình đi tìm vợ vậy đó. Đến khi mình tìm thấy rồi mình không biết đó là vợ, đúng không? Để nhiều khi cái người quanh quẩn, nhiều khi mình đi tìm cho nó đã cái người đó ngay cạnh mình đó. Thì bây giờ tôi sẽ đề cập đến cái là chỗ buồng trứng, là các anh chị sẽ hiểu vì sao tôi nói câu đó. Cái thứ nhất là nó nằm trên buồng trứng,
Như vậy thì cái mô buồng trứng nó bao quanh cái túi thai, và có thể có những cái nang loãng nó nằm ngay cạnh túi thai. À, rồi thì lúc này mình có đẩy đầu dò thì cả cái túi thai này với cả buồng trứng này nó sẽ cùng đi ra với nhau. Và cái túi thai nó nằm ở chỗ nào nó cũng có hình ảnh như nhau, tu boring. Nằm hồi xưa thì khi mà tôi làm và tôi dạy thì tôi vẫn cứ hình dung trong đầu là nó nằm ở trong cái vòng ống thì nó mới có, trong cái bò trứng thì nó mới có vòng ống. Nhưng mà sau này nghiệm ra là nằm chỗ nào nó cũng tròn vo như vậy hết, bởi vì đó là cái phản ứng mà rụt vòng quanh cái túi thai. Cho nên rằng là thứ nhất là mình phải thấy cái vòng ống, mà cái vòng ống chỗ nào cũng phải hồi âm dài, đúng không? Và chỗ nào cái vòng lửa cũng không được đẹp đó. Rồi bây giờ mình sẽ thấy đây là một cái trường hợp là mình làm cái nắng đen, mình thấy một cái vòng ống rồi quanh nó là nang loãng và đây là cái mô buồng trứng đó, tưới máu vòng quanh không đẹp. Cái hình ảnh trong y văn không có nhiều đâu anh chị, rất là hiếm. À, đây là một cái trường hợp khác. Các chị thấy đây là cái buồng trứng này đó, đây là một cái khối không đặc hiệu nằm trên buồng trứng này, và đây là một cái vòng lửa không hoàn hảo quanh nó này đó, nó đây đó, hay là chỗ ở buồng trứng. Dễ dàng đoán không? Người ta nói thôi chứ mình dễ gì dám dự đoán, cực kỳ khó đúng không? Cực kỳ khó đó. Nhưng mà đó, trong y văn đây là trong y văn đó, đó cái gì thấy chưa? Tất nhiên những cái ca này người ta mổ ra rồi người ta mới dám đưa lên đó, nhưng mà đó cực kỳ khó đúng không? Rồi một cái nội mạc mỏng te đúng không? Cái này đẹp nè, cái gì thấy đây là cái buồng trứng nè, nó có một cái nang nè, rồi nó có một cái tumoring có nở ngoài nè, đúng không? Cái ca này thì thiệt là đẹp. Rồi à, tôi đang nói là cái người nhiều khi bên mình mà mình không biết. Ở đây một cô bé, cô bé này thì tất nhiên là tôi không phải đi tìm cô này. Cô này là có ở dưới Đồng Nai, có đi khám bác sĩ thì bác sĩ siêu âm mình giỏi lắm, phòng mạch nào bây giờ cũng có cái máy siêu âm cả từ trên xuống, chẩn đoán rối loạn tiêu hóa cho vậy, cho thuốc là gì, bệnh nhân về vẫn cứ nằm và ngày hôm sau đến siêu âm thì mình làm siêu âm, bác sĩ cho làm siêu âm tổng quát, đặt cái đầu dò mình thấy gì đây các anh chị? Dịch. Phụ nữ, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đặt đầu dò không có đi sâu mà cái dịch là tay chân cũng lộn trời, một trong hai chú thôi chứ không có ai hết, thấy chưa? Mình làm xuống cắt ngang cái bụng hạ vị quá đẹp luôn, thấy không? Thành ra tôi nói với anh chị đó là bác sĩ siêu âm bây giờ cũng nhiều đường lắm, 5-7 đường lắm, khổ lắm, cũng mua cái máy siêu âm to đùng để trong phòng vậy đó, vậy đó là quý là chẩn đoán rối loạn tiêu hóa rồi, còn không là dạy được trước thôi, à đại càng trước thôi, đúng không? À, nhiều cái nào phải cho một cái chẩn đoán chứ không được là bình thường, cũng được là không thay. Cái tumoring rất là đẹp ở bên phải, cái gì ha? Thì tôi cứ giải thích để mà tôi làm được nhỏ âm đạo, tại vì khi mình làm tổng quát thông qua âm đạo mình phải giải thích với người ta. Rồi mình làm âm đạo thì mình thấy là ở cuối cùng đó là gì đó các chị? Cục máu đông á, cục máu đông đó, thấy chưa? Cái cục máu đông á, đây là cái cổ thành sau cổ tử cung nè, và đây là cái cục máu đông. Và cái tumoring này trên đầu nhỏ âm đạo rất là đẹp, là bởi vì nó có trong sắc nè, thấy chưa? Và để ý kỹ thêm á là nó có những cái nang loãng nhỏ nhỏ này nè, nhưng mà hồi đó tôi không thấy, tôi thấy được cái này tôi mừng quá rồi. Chẩn đoán là thai là chỗ ở ngoài trứng vỡ vì máu từ lứa nè, mổ ra thai là chỗ ở buồng trứng nha, là đi tìm. Tôi ước ao là một ngày nào đó tôi thấy thai là chỗ ở buồng trứng, mà đến khi thấy thì tôi chẩn đoán không được. Bây giờ cái này một người Tây họ mổ nhưng mà họ viết tiếng Pháp chỗ này nó sai nè, Grosset Ovarian Gros, tức là nó là chỗ ở cái buồng trứng bên phải. Thì bây giờ nhìn lại thì mình thấy rằng là trên cái đường cắt qua bụng á, thì đây là cái
cái tumor boring này có cái nang loạn nằm bên cạnh này. Như vậy thì cứ mình hình dung cái vùng trứng nó nằm đây này, đó bỏ sót nha. Trên cái nát cắt này thì mình thấy, để tôi so sánh cái hồi âm của cái nội mạc với cái thành của cái tumor boring. Rồi bây giờ mình đến hai là chỗ trong ổ bụng. Như vậy là cái thai mà trong nó muốn chạy đâu nó chạy, đúng không? Trong ổ bụng mình nghĩ đến thai là chỗ trong ổ bụng. Khi thấy thai nằm, khi thấy thai nằm ngoài tử cung mà không thấy cơ tử cung chen giữa thai và bàng quang, hoặc là bánh nhau nằm ngoài lòng tử cung, tức là cái này nó không dính nhập gì đến với cái tử cung ấy, nó nằm ngoài hoàn toàn, cái tỷ lệ tử vong của những cái người mà thai trong ổ bụng rất là cao, bởi vì cái tần xuất huyết trong ổ bụng rất là cao. Và có một số trường hợp người ta được mổ để người ta bóc cái thai ra, nhưng mà sau đó chảy máu rất là dữ, hoặc là bỏ sót cái mô ở trong đó, tại vì nó bám rất là chặt. Nó hình thành ra cách nào? Về cơ chế thì người ta có hai cơ chế. Một là nó làm tổ trực tiếp, tức là cái hợp tử đó nó không có bò ngược cái vòi trứng làm tổ, mà nó lang thang trong bụng nó làm tổ. Cái thứ hai, nó làm tổ vòi trứng rồi sau đó làm tổ lại ở trong một bụng sau khi, hoặc là cái vòi trứng vỡ, tức là cái vòi trứng nó vỡ ra rồi nhưng mà nó không làm một cái bệnh cảnh thuộc cấp mất máu, mà nó lại làm tổ lại ở trong bụng. Hoặc là thứ hai, bị tống xuất ba la vòi ở trong vòi bụng. Cái này là tôi nói theo sách nha, tôi không có thấy được, nhưng mà đó cái cơ chế người ta giải thích là như vậy. Đó. Thì dù cơ chế gì đi nữa thì em bé nó không thèm nằm ở trong tử cung, không thèm nằm ở vòi trứng, không thèm nằm ở vùng trứng, mà nó chui vào trong một bụng nó là nằm, thấy không? Thì những cái vị trí nó hay nằm là nó chui vô cái gầm gan, nó nằm chui vô phía thận nó nằm, thấy không? Đó, là những cái chỗ nó hay bị. Ví dụ như đây là một cái người 38 tuổi, một cái tử cung nó có dính dịch trong lòng, đúng không? Và đây là cái phía đáy tử cung này, em bé nó nằm ở phía trên đó nha, mình làm là con lòng bụng. Và em bé này chắc cũng phải mười mấy tuổi, nha. Đúng. Dạ. Cái ca này của bác sĩ Bảo Quân ngoài Huế, một cái tử cung trống trơn, nội mạc mỏng. Ở trên gan thì mình thấy một cái thai khoảng chừng 11 cái này khoảng chừng 11 rồi, đúng không? Và cái ca này được cứu sống là cứu sống mẹ, tức là bệnh nhân được chích methotrexate dưới siêu âm trực tiếp vô trong cái túi này và cái thai nó tiêu đi. Để nói với một cái trường hợp ngược lại, tức là một cái thai cục ở gan nó đến quý 2 luôn, bệnh nhân nhập từ Vũ và từ Vũ mời Chợ Rẫy qua hội chẩn và quyết định mổ, và bệnh nhân chết trên bàn mổ vì không có cầm máu được. Thật ra đối với những cái này máu nó kinh khủng lắm, không thể nào mà thì cái thái độ khôn ngoan nhất trong những trường hợp này là người ta chích methotrexate cho nó tiêu. Và tôi thì không có rằng không phải là cái nhà ngoại khoa, cũng không phải là cái người can thiệp sản, nhưng mà ví dụ như cái ca từ Vũ đó, người ta cũng chích cho nó chết rồi sau đó từ từ người ta mổ, người ta lấy sau thì nó sẽ ổn hơn, tại vì như vậy thì cơ may bệnh nhân còn sống, chứ còn nếu mà mổ là chắc chắn chết. Mổ nhiều trường hợp này không bao giờ cứu được. Dạ, đây là một cái trường hợp mà cái túi thai nó nằm tổ cạnh cái điều quản bên trái và nó gây một trướng nước cái thận trái luôn. Dạ, đây là cái túi thai này rất rõ. Dạ, như vậy là hết ở một trứng và nó lang thang trong một bụng. Rồi bây giờ vừa có thai trong tử cung và vừa có thai lạc chỗ, nó gọi là heterotrophic, đúng không? Đúng này mình gặp cái heterotrophic rồi. Thì tốt nhất là trên một lá cắt mình vừa thấy thai trong vừa thấy thai ngoài luôn, đó, mình thấy trong tử cung mình thấy thai ngoài trứng luôn. Như vậy là trên lá cắt mình thấy vừa một cái thai này vừa thai kia, đúng không? Đó. Và nếu mà nó vỡ ra thì bệnh nhân sẽ đau bụng cấp và mình sẽ coi nó có tràn máu vào bụng hay không. Đó.
Đây là một cái trường hợp, cái này là IUP tức là trong, cái này là ectopic pregnancy là thai ngoài. Cái trường hợp này là ectopic, cái này là IUP intrauterine pregnancy, cái thai trong và thai ngoài, những cái trường hợp như vậy. Tức là trên đã cắt cung ứng mình lấy được hai cái hình như vậy. Dạ. Bệnh nhân này 35 tuổi. Thì tiền căn, cái tiền căn rất là hay. Hai lần hay là chỗ hồi chính xác. Tại sao hai lần? Là bởi vì hiện giờ lúc mà cô vô là cô đã có một đứa con rồi, nhưng mà sau đó là hai lần thay đặt chỗ ở bên trái hết, tức là đúng rồi, lần đầu một bảo tồn rồi sau đó làm tiếp tục làm tổ bên trái, tiếp mình còn phén luôn cái bên trái. Bây giờ kể trên đau bụng cùng hối trọng phải thì đi khám ở một cái bệnh viện tư làm siêu âm đầu giờ chẩn đoán là thai trong tử cung bình thường thôi, đi về dưỡng thai. Tối bệnh nhân đau quá, bệnh nhân đau quá thì mổ, thì tôi đặt cái đầu giờ siêu âm qua ngã bụng thì tôi thấy cái gì đây các chị? Dịch. Tôi đặt đầu giờ qua âm đạo tôi thấy túi thai trong tử cung, nhưng mà đây là cái gì đây? Nó là máu. Bây giờ giờ nhìn ta thấy hết rồi gì rồi, như vậy chắc chắn đây là đang chảy máu trong ổ bụng, đúng không? Thai trong tử cung mà chảy máu trong ổ bụng thì bây giờ mình phải đi tìm thai ngoài. Thai ngoài thì nó nằm ngay bên phải, bên cắt bên trái rồi mà. Nhưng mà trước khi làm thì tôi hỏi bệnh nhân một câu thôi. Thế thì chị đau như thế nào? Tôi mới chị kịp hỏi như vậy cho nên thì bệnh nhân nói: bác ơi, tôi đau, em đau lần này nó giống như hai lần thai ngoài trước. Tin không các anh chị? Ví dụ như bây giờ tôi nói trời ơi đau này như đau đẻ, thì tôi nói ai tin hết. Nhưng mà tôi đã từng đẻ rồi thì tôi nói đau như đau đẻ là chắc chắn là chính xác, đúng không? Bệnh nhân tả là nó giống như hai lần thai ngoài trước thì chắc mình phải tin. Đó, nhiều cái triệu chứng lâm sàng cái gì phải để người ta tả là nó đau như hai lần thai ngoài trước thì phải tin chắc là cái lần thai của bệnh nhân là ok, đúng không? Rồi, thì bây giờ mình tìm như vậy là bệnh nhân này vừa có thai trong vừa có thai ngoài. Bây giờ thì nếu mà mình vẫn cứ nói là thai trong thì bệnh nhân cái này là máu nó đã từ lừa rồi, thấy không? Thì chắc chắn là sẽ. Thì sau đó thì bệnh nhân có được hai đứa con nhưng mà coi như hai bên phơ hết rồi. Nhưng mà như vậy cũng là hạnh phúc rồi, đúng không anh chị? Chứ còn không là sẽ ra cái tấm bia mà đầu mà đúng không cái này mà để một ngày là coi như thành ra cái tấm bia đầu bài còn gì nữa. Dạ không, nhưng mà cái ca đó cũng may mắn, cái ca đó là một bác sĩ sản, họ làm họ không có tìm thấy, họ mới mời tôi vô coi thì lúc đó tôi mới thấy được cái thai ngoài, chứ bác sĩ sản không thấy được gì, cứ chăm chăm cái thai trong lên. À, còn gì nữa không chị? Mình nói quá trời thai rồi, bây giờ còn gì nữa không? Bây giờ các chị suy nghĩ còn gì nữa, thai nó còn nằm ở đâu nữa không? Còn gì nữa không ha? Bệnh nhân này đau hạ vị, beta dương tính, làm siêu âm đầu dòng được, có nạn âm đạo, cái nội mạc tử cung mỏng. Mình thấy trong cơ tử cung nó có một cái cấu trúc giống như cái túi thai. Như vậy chẩn đoán nó là gì? Thai trong cơ tử cung, nó gọi là intramural pregnancy. Như vậy thì cái này thai có phải thai ngoài tử cung không? Có phải thai ngoài không? Tôi thì chứng minh là em này không dùng cái thai ngoài. Ngay từ đầu em này là thai ngoài nên tôi phải chứng minh cho em không dùng thai ngoài nữa. Rồi, đó là một cái thai trong tử cung. Thì cái này tôi cũng mới biết gần đây thôi. Thì đến năm 2013 thì trên tạp chí về siêu âm sản phụ khoa người ta mới đưa ra. Thì cho đến bây giờ cái thai là chỗ trong tử cung thì cái số mà ghi nhận trong y văn chỉ đếm trong đầu ngón tay thôi, đúng không? Thành ra là thôi thì cái này mình cho biết thôi, là trên giang hồ nó có cái bọn thai như vậy, đúng không? Đó, thế còn đó, thì nó nằm trong cơ. Và đây là một cái trường hợp nó là cái tương đương cái giai đoạn mà không đặc hiệu này, một
cái hồi âm dài và tăng tư máu. Thì cái này tất nhiên người ta phải beta, nó dương tính rồi người ta mổ ra, người ta thấy cái mô nhau, cái thai đàng hoàng thì người ta mới kết luận đây là cái thai nó nằm ở cái ở trong cơ. Bây giờ trễ kinh, beta dương tính, không tìm thấy thứ thai, xử lý là mổ thăm dò, đúng không? Đúng không? À, bạn kia lắc đầu. Để tôi coi anh bạn lắc đầu đúng hay sai nha. Đúng hay sai nha? Bệnh nhân 33 tuổi, trễ kinh 2 tuần, ra huyết. À, siêu âm ngã âm đạo không thấy trong, không thấy ngoài, có nang hoàng thể, beta nó là 36.000, đúng không? Beta 36 là quá dương tính luôn rồi, đúng không? Mà không thấy trong, không thấy ngoài. Thế thì bây giờ nạp, nạp buồng tử cung nghĩ là nó xảy thai rồi. Bây giờ nạp buồng tử cung, nếu mà nạp buồng tử cung mà có là ok, nó ra hết rồi, đúng không? Nạp buồng tử cung không thấy ngoài. Thế thì sau đó beta nó tiếp tục tăng, đúng không? Như vậy là nó không phải là xảy thai. Rồi, với đè con người ta ra mổ. Mổ thì có máu ở trong bụng mà không thấy gì nữa. Trước khi mổ là chẩn đoán là thai là chỗ chưa rõ vị trí. Mổ xong rồi chẩn đoán là thai là chỗ chưa rõ vị trí. Đúng không? Vậy khỏi mổ. Thế thì nói là cái là nó có cái u gì nó tiết không ngon, cho nên là nó tăng cái beta. Cho nên là bây giờ loại trừ cái u bài tiết, cho nên cho làm CT. Trời ơi, CT thấy nó có cái gì đây? Ở ngay cạnh cái rung lắc, đúng không? Không biết là nó u bài tiết ngay rung lắc hay không. Đưa qua siêu âm lại, trời ơi, cái tumorin nó nằm ngay rung lắc. Nhiều khi mình đi lăn quanh cho đời mỏi mệt, nhiều khi nó nằm ngay trong cạnh. Mà nhiều khi bằng siêu âm là chẩn đoán được rồi. Thế chưa? Và như vậy thì bệnh nhân này rất là ăn oan uổng khi chịu một cái cuộc mổ, đúng không? Rồi cuối cùng nó nằm, nó đã đúng vậy là cái gì thế? Nó nằm ở ngang, ở ngay cạnh thận, rồi bây giờ nó nằm ở cạnh lắc, thì chịu bình thường. Mà nếu mà cái này mà các chị làm đầu dò qua ngã âm đạo có thấy là nó nằm cạnh lắc không? Đây, tôi kể cái ca này là trong bệnh viện tôi. À, tôi đem cái chuyện nhà ra nói xấu để đánh chị học, chứ không phải là để nói xấu tôi, bệnh viện tôi nhé. Bệnh nhân này trễ kinh tháng 7, kỳ kinh cuối là 13 tháng 7 năm 17. Thử que thì nó dương tính. Đến cái này tôi lấy trong bệnh án ra luôn, chứ tôi không có nghiên cứu lại. Bệnh nhân đến từ Vũ 28 tháng 8 mà không có thấy cái dấu hiệu thai trong đường cung. Tiền căn á là mổ thai ngoài. À, như vậy là đây là tay ta lẫn lộn rồi, thấy không? Cái này dùng EP chứ sao dùng dơ bi được, đúng không? Nhưng mà thôi thì Việt Nam mình bây giờ là chuyện Tây Pháp là chơi hết, không hiểu hết. Mổ năm 2016 ở bên phải. Bây giờ lâm sàng là khá bụng mềm, âm đạo thì sạch, không có đau, ở tuổi cùng lúc là, đúng không? Cái này sẽ là cái gì khám với cái vụ này phải không? Đó, nên là tôi lấy con bệnh án ra. Rồi, ngày 31 tháng 8 là làm đầu dò âm đạo, không thấy gì hết. Nội mạc lên đến 15.2. Nội mạc 15.2 là ok lắm mà. Nội mạc nó phải dưới 8 mới nghi ngờ, thấy không? 15.2. Tử cung buồng trứng không có cái mát gì hết, không có thấy dịch là cuối cùng luôn. Thấy chưa? Beta 1.900, má ơi, nó trên 1.500. Thấy chưa? Nó trên 1.500. Bác sĩ xử lý làm sao? Hai ngày đến ngày 2 tháng 9, bác sĩ trực vô làm đầu dò, tiếp tục không thấy, nó lên đến 3.300. Đè đầu con người ta đi mổ. Chẩn đoán trước mổ là thai không rõ vị trí, mổ thăm dò kết luận thai không rõ vị trí. Đấy giờ. Sau đó ngày 4 tháng 9 beta nó lên đến 4.000, hơn 4.500. Và bác sĩ gọi xuống là 4 tháng 9 đi làm lại rồi, đúng không? Thì bác sĩ gọi xuống, anh Rộng ơi, bây giờ nó có cái thai ngoài mà làm siêu âm không thấy, mổ thăm dò cũng không thấy,
Thì bây giờ cái phân biệt nào chẩn đoán anh em ơi đưa xuống tôi sẽ đơn lại, bởi vì siêu âm mỗi người một khác, mà đưa xuống tôi siêu âm lại rồi tính tiếp. Thì nhiều khi người ta đi xung quanh cho đời mọi mệt, siêu âm lại thì qua đường bụng tôi thấy nó nằm một cái túi thai, nó nằm ở cái góc ở bên trái đây nè, cái như gan túi thai nằm góc bên trái nè, thấy chưa, đó thai nằm góc nè. Cái tumorin này cái vòng lửa không bao giờ đẹp bởi vì thai nó nằm ở góc. Dạ mình làm qua ngã âm đạo đó thì cái thai nó nằm ở góc nè. Cái này là angular pregnancy. Và câu trả lời là bệnh nhân không cần làm gì nữa hết, theo dõi tiếp, đúng không? Nhưng mà rất là tiếc là cái thai này nó hư, nó ngưng tiến triển. Nó ngưng tiến triển. Hả? Tôi nói câu đó. Nhưng mà rất là tội bệnh nhân này đang hiếm muộn. Rồi nó ngưng tiến triển luôn. Nó ngưng tiến triển thì sau đó thì trên sản người ta theo dõi thì ngày 6 tháng 9 nè. Cái beta nó 5.000, ngày 8 tháng 9 là 5.003 và 23 tháng 9 nó xuống 2.000 mấy nè. Cái túi này là từ từ nó tồn tại một thời gian rồi. Tức là nó ngưng tiến triển. Thấy chưa? Thành ra rằng là trễ kinh mà beta dương tính, nếu không thấy trong cũng không thấy lạc chỗ thì được chẩn đoán là chưa rõ vị trí và cần được tiếp tục theo dõi cho đến khi tìm thấy nó, chứ không phải là đè mà ta đã mổ. Thấy chưa? À, trả lời đúng. Về là anh bạn nói đúng không? À. Đáp án cấp khối cạnh tử cung beta âm tính thì mình có chẩn đoán là bú bụng trứng hay không? Nghe câu hỏi nha. Đâu là bị đáp cấp khối cạnh tử cung beta âm tính và chẩn đoán là bú bụng trứng hay không? Thay là chỗ có khi nào beta âm không? Không. Dương hết. Có chừng nha. Ở đời này cái gì cũng có thể hết á. Tại vì vợ tôi nói anh rất nghiêm túc cho đến thời điểm này. Điều đó hoàn toàn đúng. Sau này chưa biết. Không ai biết được em gì. Rồi ha. Đây là một cái trường hợp mà nó có một cái khối cạnh tử cung. Khối không đặc hiệu. Cách chỉ hát hồi âm hồn hợp. Tưới máu thì không có tu bó rõ ràng. Bệnh nhân có cái vòng tránh thai. Đây, cái khối ở đây. Dạ. Bệnh nhân chỉ đau mơ hồ vùng chậm hơn ra huyết âm đạo. Và cái triệu chứng này bắt đầu từ 3 tháng trước. Tức là đau mà tỉnh luôn. Đúng không? Beta nó chỉ có 4 đơn vị thôi. Đúng không? Âm tính. Thấy chưa? Mổ ra thì bây giờ thuộc thêm một cái mới nữa. Thai là chỗ mạng tính. Thai là chỗ mạng tính nha. Nguồn dẫn nó nằm ở dưới đó. Thông tin cho nó lấy về. Được chưa? Thai là chỗ mạng tính là gì? Người ta dùng cái từ là enigma. Tức là nó là một cái điều khó hiểu. Đúng không? Vì thường là chỗ là nó kinh khủng lắm chứ đâu. Thật ra hôm nay các anh chị, người khi mà các anh chị thấy học được cái gì mới con là các anh chị có lời. Đúng không? Chứ còn mà thầy nói cái gì mà biết hết là mình đâu có gì học được đâu. Thầy thấy này nó tương đương với cái khối tổ mình đang. Cái khối tổ mình đang thì thông thường chắc là cái thai nó vỡ đúng không? Thôi nè, mình dùng từ theo đúng từ Tây đi. Thôi nè, chỗ mạng tính. Nó là điều khó hiểu. À, mình sẽ thấy cái là dạng này là gì? Nó là chỗ hồi trứng với biểu hiện là khối ở phần phù và nó vỡ tối thiểu. Tức là nó nứt ra thôi. À, thay vì vỡ và tràn máu bộ bụng như hầu hết các trường hợp thì nó vỡ tối thiểu và nó được cái phúc mạc nó bao bọc lại. Cái triệu chứng nó mơ hồ, cái beta nó thấp hoặc là âm tính.
Bây giờ, vì thế trong hầu hết các trường hợp mà ghi nhận trong y văn là đều là chẩn đoán sai một, thôi thì mình chẩn đoán sai cũng không sao, đúng không? Nhưng mà mình nên nhớ là nó có cái thể này, tức là âm tính cũng chưa chắc. Và cái chẩn đoán trước mổ nó là bướu buồng trực ngang tính, tức là người ta thấy cái khối đặc, đúng không? Người ta nghĩ là bướu đặc buồng trực, nên chẩn đoán là bướu, nhưng mà mổ ra là cái thai là bụng mạng tính. Dạ. À, đây là một cái trường hợp nó có cái khối gạch buồng trực, khối đặc phần phụ đó, nó dầu tới máu, đúng không? Đó. Beta cũng âm tính, đây này, beta âm tính. Đâu? Đó. Còn cái CA 19.9 thì cũng không có cao, beta âm tính. Thì nó là cái hai là chỗ mạng tính. Hai là chỗ mạng tính. Dạ. Cái thấy là cái gì thấy một cái khối quá trời luôn. Thấy không? Mình ra làm cho ông qua ngã đạo. Đó, một cái khối hỗn hợp. Thì cái khối này cũng là một cái là chỗ mạng tính. Rồi, bây giờ mình đến đau hòa huyệt bán cấp. Khối cạnh tử cung beta âm khả năng là lạc chỗ mạng tính. Như vậy là âm cũng có thể là thai lạc chỗ, nhưng mà cái thể nó là mạng tính nha. Đau bụng cấp cạnh tử cung tràn máu bằng bụng có tương đương với thai lạc chỗ vỡ không? Đúng rồi. Bây giờ mình có, đây là một cô gái người Campuchia mà cũng rất là may là bệnh nhân được cứu sống. Bệnh nhân đi khám Campuchia thì ông nói gà bà nói vịt, bệnh nhân sợ quá chạy qua Việt Nam. Mà cái này mà đem một cái bụng máu từ Campuchia qua Việt Nam thì đúng là tại bệnh nhân không biết là bệnh nhân chảy máu, đúng không? Chạy qua Việt Nam cuối giờ làm siêu âm thì mình thấy rằng là cấp cứu nó đưa vô làm siêu âm thì mình thấy là dịch ở khoang Morrison thành cái mọc mỏng, đúng không? Ở cái ngắt giữa lách và thận là hình hồi âm mặt kính mờ, thấy không? Nhiều đó là biết là máu rồi đó. Thấy chưa? Một bên là mặt kính mờ, một bên là tối đen. Rồi mình làm thì mình thấy lá cắt dọc thì mình thấy tử cung đây phía trước tử cung và lệch về bên trái là một cái khối hỗn hợp, một cái khối hỗn hợp. Như vậy thì chỉ có hai cái chẩn đoán thôi, đúng không? Đó, dịch mặt kính mờ này chỉ có hai chẩn đoán thôi. Mình làm thấp toán mình thấy được một cái vòng lửa ngay chỗ này. Rồi người ta làm beta nó âm tính, đúng không? Thì như vậy thì chỉ có một cái duy nhất thôi là một cái nào mình thấy nó vỡ rồi, và cái gì thấy nó vỡ rất kinh khủng vậy, đúng không? Thì để mà quyết định mổ thì cái dịch, cái máu, cái lượng máu nó rất là quan trọng. Thì cái yếu tố nguy cơ quan trọng nhất để quyết định điều trị nội khoa đó là dịch xuất hiện dưới vòng hoành, tức là nó nằm ở khoang Morrison mà huyết áp nó ổn định thì mình vẫn có thể là điều trị bảo tồn. Nhưng mà nếu mà thấy dịch mà nó bao quanh ở phía trên về mặt gan thì đó là buồn phải mổ. Như vậy thì phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tràn máu màng bụng cạnh tử cung, khối cạnh tử cung beta dương tính và thai là lạc, mình chẩn đoán thai là lạc vỡ. Cái huyết tụ thành nang của em là cái khối cạnh tử cung. Rồi cái tràn máu màng bụng cấp cộng với khối cạnh tử cung beta âm tính thì nó là cái nang quan hệ số huyết. Còn cái mà thai mà beta âm lúc nãy đó, thai mà mạng là chỗ mạng tính là đau bán cấp kéo dài vài tháng. Đau bụng cấp đã cắt tử cung có loại trừ thai là chỗ không? Cắt tử cung là đường nào nó vô nữa? Nói đến đây chắc dạy nhiều quá là thầy lộng cảnh đó. Rồi anh bạn trả lời câu này, con có loại trừ không? Đau bụng cấp mà cắt tử cung rồi chưa loại trừ. Chỉ khác không, nhưng sao lại cắt mà đường khổ không? Nhưng sao lại cắt đường khổ? Cái đường nào nó khô em? Vấn đề là đường nào nó khô? Đường nào nó khô? Khi mà người ta cắt cái này, khi người ta để lại cái cổ nhưng mà người ta không còn trong rồi, tấm hỏng hết rồi, không có đường nào mà khô hết á. Thật ra đây là một câu hỏi thuộc loại là hơi lẩm cẩm.
nhưng mà tự coi có hay không. Thì nó có gọi là post hysterectomy ectopic pregnancy, tức là thai lạc chỗ sau mổ cắt tử cung. Thì nó đã có cái trường hợp như thế này, bệnh nhân được mổ cắt tử cung 3 ngày sau khi họ quan hệ. Tức là và trước rồi. Hiểu chưa? Cắt rồi vẫn có, đúng không? Quan hệ nó thuộc thái trước mất tiêu rồi. 3 ngày sau, hôm nay mình gặp nhau, 3 ngày sau mình mới đi cắt tử cung. Như vậy là đau bụng đất mà đã cắt thì vẫn có thể bị thai lạc chỗ. Nhưng mà đây là trong gần thôi, chứ còn một năm sau quý vị. Rồi, đặc biệt mang về là gì? Thứ nhất, mình dùng từ thai lạc chỗ. Cái thứ hai, 95% là nó nằm ở cái đoạn eo, rồi vòi, đúng không? Còn lại rất ít là nó nằm ở những vị trí khác. Ví dụ như trong ổ bụng, trên buồng trứng, cổ tử cung, sàng mổ lấy thai, trong cơ tử cung. Cái này là vừa trong vừa ngoài, enterotopic. Bây giờ, rồi thêm một cái nữa là nhớ cái khái niệm là chronic ectopic pregnancy, thai là chỗ mạng tính, và đừng quên là thai là chỗ sau mổ cắt tử cung. Rồi như vậy thì mình tổng kết lại thì khó nhất là cái khối không đặc hiệu. Cái khối không đặc hiệu nó chiếm đến 50% thì mọi người thấy. Cho nên là bởi vậy cho nên các chị đừng dựa vào hoàn toàn siêu âm mà phải có lâm sàng, đúng không? Bệnh nhân trễ kinh hoặc là kinh nó không rối loạn kinh, rồi nó bị ra huyết âm đạo, rồi mình làm cái beta, hoặc là đơn giản nhất mình thử cái quistic cho nó lẹ trước khi mình chưa cần bệnh nhân. Một trong những cái dấu hiệu phụ có giá trị là gì? Cái nang màng ruột, cái túi thai giả, và thêm một cái nữa là nếu mà đặt chỗ hoặc là thai bất thường là cái nội luôn luôn không làm đủ dày, tức là nó bị dưới tán. Còn nếu mà các chị thấy nội mạc nó 15 như cô vừa rồi thì coi như là làm sao? Lý do cái ca đó bỏ sót là bác sĩ cứ ngay đường giữa mà cắt. Hình dung ra không? Cái cách làm thì rất là đơn giản. Nếu mình không có đầu dò 3 chiều thì cái gì chịu khó. Không có gì khó đó, xoay lá cắt vằn. Trên lá cắt vằn là mình thấy hết. Hình dung ra không? Lá cắt vằn là nó cắt ngang như thế này này, là hai góc là mình sẽ thấy luôn. Nhưng mà lá cắt vằn là mình phải quét cái đầu dò lên xuống. Bởi vì nhiều cái thứ tự cung nó gặp sau hoặc gặp trước và mình sẽ không có mở nó được. Còn đi. Và như vậy thì qua cái bài này các chị thấy là có một số trường hợp rất khó và mình nên có cái đồ dòng 3D âm đạo. Mình phải làm. Thì cái 3D âm đạo nó rất là cần trong cái bài sau khi mình học về cái coi cái đồ trứng thì nó rất là quan trọng. Riêng cái vòng ống này mình lưu ý là gì? Nó có hồi âm dày hơn cái nang màng trần, nang màng đệ, và cái vòng lửa nó không có đẹp như cái nang màng thể, đúng không? Rồi. Còn khi mà nó đã khối phần phụ nó vỡ ra, nó hình thành một cái khối hỗn hợp ấy, thì luôn luôn là mình kết hợp với cái thử thai dương tính và cái tràn máu màng bụng. Và cái tràn máu màng bụng thì mình phải phân biệt được giữa máu và mủ, đúng không? Thì trong bài thì tôi đã phân tích kỹ rồi. Dạ. Bây giờ tôi trở lại cái câu hỏi đầu tiên. Cái này đầu tiên mình gặp cái gì? Rồi, đau bụng tiêu chảy. Bây giờ mình thấy dịch chưa? Thế là đúng không? Mỏng không? Tụ cung trống trơn đúng không? Dạ. Bây giờ mình đi tìm. Mình làm qua cả âm đạo, mình thấy cái gì đây? Cái tụ bò đi không chơi? Thấy chưa? Rồi, mình làm qua cả âm đạo thì tụ cung trống trơn có dịch chưa? Chẩn đoán là beta nó sống này, vậy tức là cung vỡ. Rồi, cảm ơn các anh chị. Được chưa? Và mỏ sót chẩn đoán rất là nhiều, rất là nhiều bệnh nhân. Thầy ca,
tức là ở trên khoa sản nó có một cái máy mười máy E10 là máy xịn nhất à nhá. Một cái máy E10 cô lên trên E10 và cái người làm đó là bác sĩ chuyên vừa làm siêu âm sản phụ khoa vừa làm lâm sàng luôn, tức là nó gọi là cái gì đó vừa đá banh vừa thổi còi luôn đó, thì cái ca đó là cái tác giả đó là vừa đá banh vừa thổi còi luôn, vô trực cái làm cái vần cái nhúng trần có là đưa là mổ cái tén này là